làm trận luôn cho nóng. Hôm nay lại lại like sang kênh này mất rồi. Uầy, quên mất phải không không đi đúng tay. Ủa ôi, cái tâm nó lệch này. Tại sao lại nằm ở đây mà? Tay mình đã ướt quá, đậu phộng. Ôi, anh gì ơi? Anh gì ơi? Sao chạy vào mồm em vậy? Tại mình đang ướt quá, di chuyển khó vãi anh em ạ. Nhìn này, nó cứ ngáo ngáo gì ấy. Quên, chưa đi dúng tay anh em ạ. Trời ơi, tay ướt thực sự luôn đấy. Ơ, con lợn cái nó ăn mất mạng của mình rồi. Tay ướt điều khiển khó quá. Ê boss, đứng lại mày ơi. Đưa súng lại. Từ mình bắn nhanh xong mình còn ra mình đi dúng tay vào cái bồn gạo quá. Tay ướt quá, khó chịu. Điều khiển như thằng ngáo vậy. À. Ê, tay ướt chặt mẹ tay rồi. Chẳng có chặt mẹ tay. Trên đầu mình. Tao đang điên đấy, tao đang tay, tao đang ướt, tao chặt tay mày chứ mày ạ. Nó lại cứ đùa mình anh em ạ. Ở đâu vậy? Bạn lại sai rồi. Alo, thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt em đi. Anh dắt em đi. Thằng ngáo à? Mình trèo ra thì nó trèo vào. Ủa, định mệnh bắn níu lắm thế. Tha cho em được không? Tha cho em được không? Hai thế mình táp cho ngu người đấy. Nhé mày. Mày thì ghê rồi. Tao biết thừa. Rồi sao? Đoạn tiếp theo là đoạn như thế nào?
đoạn tiếp theo đoạn như thế nào. Nào, xem là mày hơn hay là tao hơn. Mấy con lợn này. Mình lên đây khả năng mình chết rất cao. Nó mà đứng bên trên nó đợi sẵn là mình hẹo. Nhưng mà mình vẫn lên anh em ạ. Vì tương lai con trẻ. Vì tương lai con trẻ. Rồi sao? Rồi sao các bạn làm gì? Các bạn định ăn mình á? Làm gì có mùa xuân đấy. Clear rồi. Mới hôm qua đăng clip 31 kill. Clear cái khu quân sự này 17 kill. Vãi thật. À, ông này bảo tôi bỏ. Có cả AUG luôn rồi. Nghe nhìn AUG thèm thế. Hay là bắn AUG nhỉ anh em nhỉ? Bắn AUG hay AK? Chào Mai Nguyễn nhà, chào tới Nguyễn. Công an bắt. Kệ công an. AUG á. Được, anh em thích mình bắn AUG thì được thôi, đơn giản. Nghe AUG còn đúng súng tủ của mình ấy chứ. Sấy cho bay người ngay. What the hell? Nó bị lag, vẩy không vào đầu kìa. Mẹ vô lý. Anh em thấy không? Kê đúng đầu vẩy phát. Không trúng. Đúng mà vô lý. Game ngủ như quần què. Bắn thế không vào đầu. Mở cửa. Hốt chưa? Hốt chưa? Wow. Trời ơi, quả bom nóc 2. Ten. Đóng cửa thả chó. Ôi. Bạn chỉ có cơ hội để cứu một người thôi. Còn một người nữa thôi. Úi trời ơi, nhanh lên vào cứu đi. Mình đậu phộng. Mình cho bạn khoảng đâu đó 30 giây để vào. Để gọi người thân. 30 giây vừa hỏi vừa trả lời. Bắt đầu. 30 giây đang đếm ngược rồi. Gọi đi, gọi điện thoại cho người thân đi. Úi ôi, mình nốc cả 3 thằng anh em ạ. Ôi trời ơi. Mình nốc 3 thằng ở trong cái căn nhà này. 30 giây của anh sắp hết rồi, anh gọi đi. Ui trời ơi. Người thân cũng có ở đây rồi. Ui trời ơi. Buồn cho một gọi là á. Kia kìa. Rồi. Chạy đi đâu? Không kịp anh ạ. Thằng này bỏ đồng đội rồi, thằng này không được anh em ạ. Tình nghĩa anh em có chắc bền đâu. Cái này 30 kill khó lắm.
Có xe. Ôi chết rồi. Ôi. Định mãnh. What the fuck? Thôi xong rồi. Lỡ rồi. À, nó chạy. Rồi. Nó chạy quay lại. Mẹ. Khốn nạn thiệt chứ. Anh ơi, em đây mà anh ơi. Khổ quá anh ơi. Có xe đi qua nữa. Trời ơi. Tưởng gì lõ hết đạn anh em ạ. Ôi trời ơi. Trời ơi. Rồi, móc à. Này thì móc này. Game dễ vãi nổi. What the fuck, cái gì vậy? Ơ, mấy á. Game. Ủa ơi, một đầu vãi nổi ạ. Game của những con quê. Có thằng trộm chó vừa chạy anh em ơi. Không thể đuổi được nó. Mày xích con chó người ta đi đâu mày. Thành niên kia để sinh g. Không bắn được mình phải rút cây súng kia ra. Vai nổi thanh niên để sinh g ạ. Định mệnh. Rồi. Mày có phải thằng trộm chó nhà tao không? Khai mau, đồng bọn mày đâu? Đúng rồi, trời ơi. Đúng con gọi là Exciter trộm chó hay rồi. À, mình đuổi đúng hướng vãi nổi anh em ạ. Bắt được thằng trộm chó nhà mình rồi. Easy. Ủa ơi, bot kill nội liễu rồi. Đâu rồi? Chạy sao được? Đồng đội cậu đâu? Cho các bạn ba quyền sự à một quyền sự trợ giúp đó là gọi điện thoại cho người thân. À rồi gọi người thân đến rồi. Gọi người thân đến. Ui không chết. What the fuck. Trời ơi đi bơi. Sao đi ta chú. Mẹ. Nó bảo mày bắn chết được tao, tao cho mày 10 tỷ. Thế là đội Gia Châu thật. Để như ngựa. Rồi, nó vừa đồ sát. Ui, nó đồ sát được người rồi. Mày đồ sát ai?
Ồ, mày đồ sát ai? Ô, thế là mình... Thế là đồng đội ở đâu? Nó có hai thằng mà. Hình như nó gạt mất của mình rồi. Định mệnh. Nó gạt mất rồi. Bạn nghĩ bạn làm chỉ cần nhúc nhích thôi là mình nhìn thấy bạn ngay. Bạn hiểu không? Bạn có hiểu không? Trời ạ, anh em thấy mình tinh mắt không? Má, mình thấy nó nhúc nhích phát cái chết ngay. Không nói nhiều. Mẹ, em sợ bây nó chỉ cần giết một mạng thôi là mất rồi anh ạ. Anh chơi cái kèo 28-29 kia là được rồi. Em cố gắng. Anh nghĩ ạ. Quả đấy mà mù mắt, đạo phộng nó nhảy như ngựa thế tôi thấy nó tưởng nó chết luôn đấy chứ. Ai ngờ nó vẫn không chết. Rồi, đây rồi. Đây có một thằng này. Úi dồi ôi, easy. Gọi nó như kiểu bọn nó nghĩ nó tàng hình nhỉ. Á đù. Anh gì ơi, anh bắn lại em cái. Anh gì ơi, anh ở đâu vậy? Hello. Anh gì ơi. Đây rồi. Gạt luôn cho được việc. Hai chín kêu vãi nồi ạ. Đi rồi, nó công lên rồi. Game chúng ta kết thúc ở đây. Game đấu kết thúc. Trời ơi, đi rồi ông giáo ơi, định mệnh. 29 kêu ạ. Đúng, thêm đáng ra là tính một kêu là được 30 kêu rồi anh. Trời ơi, anh ơi, anh gì ơi. Alo, thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt em đi. Anh dắt em đi. Cảm ơn anh Nghĩa nhiều nha. Ui, vẫn được 5 lít anh em ạ.